Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 4 tuần 9 trang 61-62. Luyện từ và câu, động từ. Một La Mã nhận xét, một nhỏ đọc đoạn văn sau. Anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai. 10-15 năm nữa thôi, các em sẽ thấy cũng dưới ánh trăng này, dòng thác nước đổ xuống làm chạy mấy phát điện. Ở giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn. Rồi như vậy thì câu số 1 chúng ta sẽ chỉ đọc đoạn văn. Rồi tiếp theo số 2 nhỏ là viết lại các từ. A. Chỉ hoạt động của anh chiến sĩ của thiếu nhi. B. Chỉ trạng thái của các sự vật của dòng thác của lá cờ. Như vậy thì ở câu A chúng ta sẽ viết những cái từ. Viết lại các từ chỉ hoạt động của anh chiến sĩ. Thì các em thấy hoạt động của anh chiến sĩ đó là nhìn và nghĩ. Còn của thiếu nhi thì sẽ thấy, ở đây các em sẽ thấy cái hoạt động của thiếu nhi là sẽ thấy. Rồi chỉ trạng thái của sự vật của dòng thác thì như thế nào? Của dòng thác thì đổ xuống, trạng thái là dòng thác là đổ xuống. Của lá cờ thì bay phấp phới, tức là bay, phấp phới bay. Nếu như vậy thì câu số 2 này các em sẽ trình bày là viết lại các từ. A. Chỉ hoạt động của anh chiến sĩ là nhìn, nghĩ. Của thiếu nhi là thấy. Chỉ trạng thái của các sự vật của dòng thác là đổ xuống. Của lá cờ thì bay. Rồi tiếp theo hai La Mã là luyện tập. Một nhỏ viết tên các hoạt động em thường làm hàng ngày ở nhà và ở trường. Gạch dưới động từ trong các cụm từ chỉ hoạt động ấy. Hoạt động ở nhà, ví dụ quét nhà, hoạt động ở trường, làm bài. Như vậy thì ở câu này, các em sẽ viết tên các hoạt động thường làm hàng ngày. Đó là đầu tiên là hoạt động ở nhà. Ở nhà thì ngoài quét nhà thì còn có nấu cơm, vo gạo, lau nhà, rửa chén, đánh răng, rửa mặt, đọc truyện, tập thể dục, vân vân. Hoạt động ở trường thì làm bài, học bài, nghe giảng, đọc sách, chào cờ, trực nhật lớp, lau bảng, tưới cây, vân vân. Rồi tiếp theo là số 2 nhỏ. Gạch dưới động từ trong các đoạn văn sau. A. Ít kiều đến kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông. Nhà vua, trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí. Ít kiều, thần chỉ xin một chiếc kiều sắt. Nhà vua, để làm gì? Ít kiều, để dùi thủng chiến thuyền của giặc, vì thần có thể lặn hàng giờ dưới nước. B. Thần Dionysos mỉm cười ưng thuận. Vua Midas thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng. Vua ngắt một quả táo cũng thành vàng nốt. Tưởng không có ai trên đời sung sướng hơn thế nữa. Như vậy ở câu số 2 này các em sẽ gạch dưới những cái động từ trong các đoạn văn. Như vậy động từ của động những cái động từ trong các đoạn văn là ít kêu đến kinh đô Thăng Long ít kiến vua Trần Nhân Tông. Như vậy thành động từ ở đây là từ đến và từ ít kiến. Rồi câu tiếp theo, trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí. Như vậy ở đây cho và nhận là động từ. Rồi thần chỉ xin một chiếc dùi sắt thì ở đây không có. Rồi nhà vua để làm gì? Rồi như vậy thì ở đây các em thấy là ở đây là làm. Ở đây làm là chỉ hành động, đây là một động từ làm. Rồi ít kêu để dự thủng chiếc thuyền của giặc, vì thần có thể lặn hàng giờ dưới nước. Như vậy ở đây cái động từ, có động từ nữa là từ dùi. Và có thể lặn ở đây. Đó. Rồi tiếp theo. Câu B, thần Dionysos mỉm cười ưng thuận là động từ. Rồi tiếp theo,
Vua Mi đáp thử bẻ, thì bẻ ở đây là thử bẻ là động từ, rồi tiếp theo là biến, rồi tiếp theo nữa là ngắt, rồi thành ở đây thành vàng thành, rồi tiếp theo nữa là tưởng có. Như vậy thì các em sẽ trả lời là các em gạch dưới những cái động từ đến, ý kiến, cho, nhận, xin, rồi làm, dùi, lặn, rồi mỉm cười, ưng thuận, thử, bẻ, biến thành, ngắt, rồi tưởng. Tưởng có. Rồi tiếp theo câu số 3 nhỏ, trò chơi xem kịch câm. Để hiểu yêu cầu của bài, em hãy xem trên minh họa, viết đúng các tên các hoạt động trạng thái được các bạn học sinh thể hiện bằng cử chỉ hoạt động hoặc động tác không lời. Như vậy các em sẽ quan sát tranh ở đây số 1 và số 2. Thì cứ chúng ta thấy rằng ở trên 1 đây là cái hành động cúi xuống và trên 2 là hành động ngủ. Như vậy các em sẽ trả lời là trên 1 hành động cúi xuống và trang 2 là hành động ngủ. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.